Chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi trang cơ sở của huyện Bắc Yên qua trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Sơn La. Trang cơ sở ngày hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Mở đầu là phóng sự Sức hút từ điệu nhảy Superdance và Aerobic. Tiếp đó là phóng sự Bắc Yên nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng. Và bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, aerobic và super dance là điệu nhảy với những động tác tay chân nhịp nhàng uyển chuyển, lôi cuốn trên nền nhạc sôi động, giúp người tập giải tỏa âu lo, rèn luyện sức khỏe, tăng độ dẻo dai và linh hoạt của cơ thể. Câu lạc bộ nhảy super dance và aerobic tại tiểu khu 3 thị trấn Bắc Yên, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La là mô hình tiêu biểu thu hút nhiều chị em tham gia. Môn nhảy aerobic xuất hiện tại Việt Nam năm 1985 và phát triển rộng khắp cả nước đầu thế kỷ 21. Điệu nhảy Superdance có nguồn gốc từ những vũ điệu dân gian ở Australia và mới du nhập vào Việt Nam những năm gần đây. Tại tiểu khu 3 thị trấn Bắc Yên, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La, dù mới xuất hiện, song aerobic và Superdance dần được nhiều người biết đến và thu hút đông đảo chị em ở nhiều lứa tuổi tham gia tập luyện mỗi ngày. Sau gần một năm tập luyện, đến nay, câu lạc bộ nhảy Superdance và aerobic tại tiểu khu 3, thị trấn Bắc Yên, huyện Bắc Yên có 34 thành viên. Trong đó tập luyện Superdance vào các buổi sáng trong tuần từ 5 tới 6 giờ và tập aerobic vào các buổi chiều từ 17 giờ tới 18 giờ hàng ngày. Với các điệu nhảy sôi động, dễ tập, dễ nhớ, trang phục tập đơn giản và thoải mái. Dễ thì nó cũng không phải dễ bởi vì nó cần cái kỹ thuật nhiều để nó khỏi tổn hại đến sức khỏe của chính bản thân mình. Cho nên là cái căn bản là phải kiên trì. Nó sẽ mất thời gian đầu là để tập luyện cái bước rung nhún để cho nó phải rung nhún thật tốt thì cái chân nó mới mềm, cổ chân nó mới mềm ra. Thì lúc đấy thì mới vào bước nhảy được. Cho nên là cái thời gian rung nhún ấy thì cũng rất là nhiều. Chị em nếu như không kiên trì được thì cũng không tập được đến ngày hôm nay để vào bước nhảy. Nên là cần nhất là sự kiên trì. Vì nó là môn thể dục, mà là môn thể dục đường phố. Tất cả các bước nhảy hay như nào đều tập trung vào đôi chân hết chứ không sử dụng tay nhiều. Để nhảy thuần thục, người tập phải đáp ứng được các yếu tố như rung, nhún, bật và giật. Tùy vào năng khiếu và chăm chỉ rèn luyện, người tập có thể nhảy các bước cơ bản trong vòng một tháng. Super và aerobic có nhiều bài tập khác nhau, từ cơ bản đến nâng cao, phù hợp với nhiều độ tuổi. Mỗi bài tập là sự kết hợp điều hòa của các nhóm cơ, rèn luyện sự cân bằng và thúc đẩy quá trình chuyển hóa năng lượng. Tuy không đòi hỏi quá cao về mặt kỹ thuật, nhưng với đôi chân khéo léo, kết hợp cùng sự uyển chuyển của cơ thể và tay, người học có thể tạo ra những vũ điệu phóng khoáng, lạ mắt, mang tính thẩm mỹ cao. Không chỉ đơn thuần là một điệu nhảy sôi động, Superdance và aerobic còn mang lại rất nhiều những lợi ích tuyệt vời như làm giảm quá trình loãng xương, điều hòa tim mạch, huyết áp, giúp tiêu hao năng lượng, đốt cháy mỡ thừa, góp phần giữ sắc vóc tươi trẻ cho chị em phụ nữ. Khi được hòa mình vào những điệu nhảy vui tươi, âm nhạc lôi cuốn, người tập sẽ nhanh chóng quên đi mệt mỏi, muộn phiền, những áp lực từ công việc, cuộc sống và trở nên tự tin hơn vào chính bản thân mình. Sẵn sàng tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, mừng đảng, mừng xuân và các dịp lễ, Tết tại địa phương. Với cái mô hình này, đối với bản thân mình, từ bản thân mình rút ra nó rất là hữu ích cho những người cao tuổi và nhất là những người mà có bệnh nền, bệnh xương khớp. Như bản thân mình, từ bản thân mình rút ra thì mình muốn qua cái buổi tập như này, mình muốn lan tỏa đến tất cả mọi người là hãy cố gắng tập luyện. Và nhất là cái bộ môn Superdance này, nó thật sự là hữu ích. Qua cái bản thân mình rút ra đấy, nó thật sự là hiệu quả và thật sự là cho một cái sức khỏe rất là dồi dào và năng lượng đấy. Cùng với nhu cầu tập luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe và sắc đẹp của chị em phụ nữ, thời gian qua, hưởng ứng phong trào nhảy dân vũ do Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp phát động, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Bắc Yên luôn quan tâm tuyên truyền, vận động các chi hội thành lập mô hình, câu lạc bộ nhảy dân vũ, tập luyện và tham gia các hội thi dân vũ do Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp tổ chức. Qua đó càng tăng thêm động lực để chị em trong câu lạc bộ nhảy Superdance và aerobic tiểu khu 3 thị trấn Bắc Yên duy trì, phát huy và nhân rộng.
thị trấn là trung tâm kinh tế văn hóa xã hội của huyện, nên là đời sống vật chất cũng như tinh thần của hội viên phụ nữ hầu hết đều là cao hơn so với ở các xã lân cận. Về các mô hình câu lạc bộ dân vũ, văn hóa văn nghệ cũng được hội viên phụ nữ chú trọng phát triển nhiều hơn. Riêng đối với mô hình câu lạc bộ nhảy Superdance aerobic thì ở chi hội tiểu khu 3 đã phát triển rất là mạnh từ một năm trước. Định hướng của chúng tôi là tiếp tục tuyên truyền nhân rộng đến các chi hội khác để chị em hội viên phụ nữ có thể tham gia rèn luyện sức khỏe. Với những lợi ích thiết thực, aerobic và Superdance thực sự trở thành sân chơi lành mạnh, bổ ích, góp phần lan tỏa phong trào tập luyện thể dục thể thao, nâng cao đời sống tinh thần cho chị em phụ nữ trên địa bàn thị trấn Bắc Yên nói riêng và toàn huyện Bắc Yên nói chung. Thưa quý vị và các bạn, công tác tuyên truyền miệng là một trong những hình thức tuyên truyền quan trọng để truyền tải thông tin một cách nhanh chóng, chính xác, rõ ràng những vấn đề thời sự, chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến các tầng lớp nhân dân, góp phần quan trọng trong định hướng tư tưởng, nâng cao niềm tin cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của nhà nước. Phóng sự sau của phóng viên chúng tôi sẽ đề cập tới vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Bắc Yên là huyện vùng cao, có đồng bào dân tộc thiểu số chiếm đa số, nhận thức của một bộ phận nhân dân còn hạn chế. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng, trong những năm qua, các cấp ủy đảng trên địa bàn huyện Bắc Yên luôn coi công tác tư tưởng nói chung, công tác tuyên truyền miệng nói riêng là một hình thức tuyên truyền hiệu quả. Vì vậy, công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên luôn được huyện quan tâm lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhằm quán triệt kịp thời, tạo sự đồng thuận hưởng ứng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là bà con nhân dân đồng bào dân tộc thiểu số trong triển khai thực hiện các văn bản, chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, huyện. Ban tuyên giáo huyện ủy đã tham mưu cho Ban thường vụ huyện ủy lãnh đạo chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ trực thuộc huyện ủy, cơ quan, đơn vị quán triệt triển khai thực hiện và tổ chức tuyên truyền trong cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Kết quả có 95,5% cán bộ đảng viên được quán triệt học tập và thường xuyên đôn đốc kiểm tra giám sát việc thực hiện. Tính đến tháng 3 năm 2024, toàn huyện có 21 báo cáo viên cơ sở và 1.082 tuyên truyền viên nòng cốt ở cơ sở. Đây là lực lượng tổ chức tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng, các lĩnh vực kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị của địa phương. Thông qua công tác tuyên truyền miệng, nhận thức của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân được nâng lên, các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nhất là ba chương trình mục tiêu quốc gia, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế xã hội, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, kịp thời đến với các xã, bản, các hộ gia đình. Nhân dân tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, nhà nước và cấp ủy chính quyền địa phương. Ủy ban huyện đã chỉ đạo để rà soát đánh giá các cái tiêu chí và những tiêu chí nào đã đạt được thì duy trì và nâng cao, và tiêu chí nào mà chưa đạt thì sẽ tiếp tục thực hiện để làm sao đó đạt đích vào năm cuối năm 2024, và huy động mọi nguồn lực, nhân lực, vật tư, vật liệu để mà thực hiện các cái tiêu chí mà chưa đạt. Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, quán triệt để nâng cao nhận thức của cấp ủy chính quyền và toàn người thể người dân trên địa bàn toàn huyện cũng như là các xã, phấn đấu đích
đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2024. Và từ cái việc tuyên truyền quán triệt đó thì đã nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành của người dân. Thời gian qua, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở trên địa bàn huyện Bắc Yên đã thực hiện tốt công tác đối thoại, giải đáp thắc mắc, thông tin báo cáo, giải đáp kịp thời những vấn đề nhạy cảm bức xúc mà nhân dân quan tâm trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, đồng thời nắm chắc tình hình dư luận xã hội, tâm trạng tư tưởng trong nhân dân, phản ánh với lãnh đạo cấp trên, xem xét giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở. Công tác tuyên truyền miệng thời gian qua trên địa bàn thị trấn Bắc Yên đã được tổ chức tiếp thu các nội dung văn bản của cấp trên, tuyên truyền, quán triệt đầy đủ đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn, thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, thực hiện nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh về cấm chăn nuôi trên địa bàn thị trấn và gặp mặt đối thoại trực tiếp với nhân dân về dự án đường nội thị thị trấn Bắc Yên. Qua công tác tuyên truyền vận động, nhân dân đã đồng tình, ủng hộ, nhất trí với chủ trương đường lối chính sách của Đảng, nhà nước trên địa bàn thị trấn Bắc Yên. Hàng năm, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Bắc Yên quan tâm mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, cập nhật kiến thức cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở, cộng tác viên dư luận xã hội, qua đó góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng cũng như các mục tiêu về phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đối với công tác tuyên truyền miệng để phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn xã Ngân Đồng, thì đảng ủy cũng chỉ đạo đối với bà con nhân dân, thứ nhất là để phát triển kinh tế phù hợp với địa bàn và khí hậu, thì xã Ngân Đồng là phát triển kinh tế về cái cây thảo quả, thứ nhất là những cây chủ lực để phát triển rất là tốt, mà trong quá trình để thu hái hoặc là phát triển để cho bà con là đối với thứ nhất là cây thảo quả, và thứ hai là đối với cây chè trên địa bàn xã Đồng là cây củ chè cổ thụ trên địa bàn xã Đồng là hiện nay cũng có rất là nhiều đối với các bản trên địa bàn là bản nào cũng có, và cũng chỉ đạo nhân dân là chăm nuôi gia súc. Những năm gần đây, việc truyền và học đạo trái phép ngày càng có xu hướng phức tạp, tập trung ở một số hộ và nhóm hộ dân. Do hiểu biết còn hạn chế, một số hộ dân đã nghe kẻ xấu xúi dục, bỏ phong tục tập quán của dân tộc mình, dỡ bỏ bàn thờ tổ tiên để theo đạo và chỉ ở nhà cầu nguyện, không còn chăm chỉ làm ăn như trước, và xa lánh cộng đồng khiến cuộc sống của nhiều gia đình vốn đã khó khăn lại càng khó khăn hơn. Trước thực trạng đó, được cấp ủy chính quyền từ huyện đến cơ sở tuyên truyền vận động, bà con nhân dân phát huy những giá trị bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc mình, không học và truyền đạo trái phép, thi đua trong lao động sản xuất. Từ đó một số hộ gia đình đã hiểu và tự nguyện từ bỏ đạo, quay lại lập bàn thờ cúng tổ tiên theo phong tục tập quán truyền thống của dân tộc mình. Trước kia là mình cũng chưa nhận thức của nó, thì mình cũng đi làm được thời gian, nhưng mà được chứng cứ là bản xã để nó về động viên, thì mình nghĩ đi nghĩ lại thì coi như là đúng rồi, thì mình quay lại về làm tổ tiên thầy cha ông của mình đấy, như của ngày xưa. Từ việc chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền miệng, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện được giữ vững ổn định, tâm trạng dư luận xã hội diễn biến theo chiều hướng tích cực, niềm tin của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ các lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong huyện tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, nhà nước. Thưa quý vị và các bạn, phóng sự vừa rồi cũng đã khép lại trang cơ sở của huyện Bắc Yên qua trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Sơn La. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các trang cơ sở kỳ sau.